Chào mọi người nha. Mình cái kênh này là mình mới làm mới nha các bạn. Cái tên kênh này là tên DMH Bonsai nha các bạn. Kênh mới hoàn toàn nha. Cái kênh này là mình chỉ làm về cây cảnh thôi nha các bạn nha. Cây cảnh và cây kiển nha, cây kiển nha, chứ không có làm gì về du lịch hay mấy cái giống như cái kênh DMH Vlog nha các bạn nha. Nhớ nha, kênh này là DMH Bonsai, là một kênh mới và cũng là cái kênh dự phòng cho cái kênh DMH Vlog nha các bạn nha. Nếu kênh DMH Vlog có trục trặc thì mình sẽ up toàn bộ clip qua kênh này nha các bạn nha. Nếu các bạn cái kênh này á, với lại cái kênh này chủ yếu của mình á là sẽ giải đáp một số thắc mắc. Đa số những thắc mắc mà cái kênh trên kênh DMH mình làm còn thiếu và các bạn còn thắc mắc hỏi mình á. Tại vì có những clip mình làm rồi. Những clip mình làm rồi thì mình sẽ không thể nó cũng không phù hợp để mà làm trên cái kênh DMH lại. Cho nên những clip mà làm rồi mà các bạn còn thắc mắc, nó chưa có hoàn thiện 100% á, thì mình sẽ làm lại và up trên cái kênh này nha các bạn nha. Nếu các bạn thấy kênh hữu ích thì hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn nha. Nhớ các bạn, kênh này là kênh mới hoàn toàn 100% nha.